Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân năm 2022, kế hoạch xây dựng gia đình làng, đơn vị và thiết chế văn hóa thông tin thể thao giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đánh giá lại kết quả sản xuất vụ xuân năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra đề án sản xuất vụ xuân năm 2012 về cây ngắn ngày. Tổng diện tích gieo trồng 14.600 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 65.000 tấn, sản lượng chất bột có củ trên 81.300 tấn. Cây dài ngày, chỉ đạo trồng hết lượng giống chè hiện có trên địa bàn, phấn đấu đạt 300 ha trồng mới năm 2011 và ươm 9,5 triệu cành chè để trồng hết 400 ha năm 2012, trồng mới 200 ha mía ở các xã đã được quy hoạch. Tiếp tục khoanh đuôi bảo vệ 58.540 ha rừng, trong đó có trên 44.000 ha rừng tự nhiên, trên 14.000 ha rừng trồng và trồng rừng tập trung vụ xuân đạt 800 ha. Theo kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình, làng, đơn vị và thiết chế văn hóa, thông tin thể thao giai đoạn 2011-2015, toàn huyện phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 83%, 60% số lượng làng, khối, xóm, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa với 303 làng, khối, xóm và bản. 85% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa với 177 cơ quan đơn vị và trường học. 60% xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn và đạt tiêu chí nông thôn mới với 24 xã thị trấn. Các xã còn lại quy hoạch đủ diện tích và đầu tư đạt chuẩn vào năm 2012. Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm để đến năm 2015, toàn huyện có 100% xóm bản đều có nhà văn hóa và hương ước. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu trên cơ sở đề án của huyện, các địa phương cần nghiên cứu và xây dựng đề án và kế hoạch cho riêng địa phương mình, rút kinh nghiệm từ những năm trước, các xã tùy tình hình đất đai, khí hậu của địa phương thảo luận kỹ để quyết định cơ cấu giống cho phù hợp, đảm bảo năng suất và sản lượng cao nhất, nhưng nhất thiết không được bố trí các giống ngoài luồng, ngoài định hướng của huyện. Đồng thời cần đăng ký giống với trạm giống và công ty vật tư nông nghiệp sớm, chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2012. Khi bước vào khung thời vụ, căn cứ vào điều kiện thời tiết cụ thể, các địa phương lựa chọn thời điểm ngâm ủ hạt giống sao cho khi gieo mạ, nhiệt độ không dưới 16 độ C và 100% diện tích mạ đều được che phủ ni lông để chống rét và hạn chế dịch bệnh. Sáng nay, đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá tình hình tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo. Đến thời điểm này, toàn huyện có 855 hộ nghèo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Huyện đã quyết định phân bổ kinh phí cho 705 hộ, trong đó năm 2010 hỗ trợ 15 hộ và năm 2011 hỗ trợ 690 hộ. Như vậy là vẫn còn 150 hộ chưa có quyết định phân bổ xây dựng nhà ở. Trong đó có 54 hộ được hỗ trợ nhưng vẫn chưa có quyết định phân bổ. Đây là trăn trở nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong việc hỗ trợ nhà ở ổn định cuộc sống cho người dân. Theo tinh thần chỉ đạo, từ nay đến hết Tết Nguyên đán, toàn huyện cần tập trung huy động mọi nguồn lực, có phương án để các hộ còn lại phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng và các nguồn vốn khác đăng ký xây dựng nhà ở trước Tết cổ truyền của dân tộc. Song song đó, các thành viên ban chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cấp huyện tích cực chỉ đạo các đơn vị mình phụ trách, đôn đốc chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương hoàn thành việc quyết toán với những hộ gia đình đã hoàn thành việc xây dựng, đẩy nhanh tiến độ với những hộ đã hỗ trợ kinh phí và đang triển khai thực hiện. Ngành văn hóa, Ủy ban nhân dân huyện và dòng họ Nguyễn vừa tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Đại Tôn và khu mộ tổ dòng họ Nguyễn Đình tại xã Thanh Giang. Tới dự có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, đại diện các ban ngành cấp huyện và đông đảo bà con nhân dân. Nhà thờ Nguyễn Đình ở xã Thanh Giang được xây dựng để thờ vị thủy tổ Nguyễn Phúc Khanh và hậu duệ của dòng họ. Theo gia phả và các tài liệu hiện còn lưu giữ, ông Nguyễn Phúc Khanh phụng chỉ Triều Minh đi sứ nước Đại Việt và đã lập gia thất với bà Trần Thị Hoan, người Bích Triều, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương ngày nay, sinh hạ hai người con trai là Nguyễn Phúc Vĩnh và Nguyễn Phúc Tài. Tương truyền khi còn sống, ông bà đã mời thầy địa lý ở Bắc Quốc tỉnh Huyệt Song Táng trước khi mất ở vùng Cồn Cun, xã Thanh Giang ngày nay. Thầy địa lý phán rằng Huyệt Song Táng sẽ giúp dòng họ phát võ trước, văn sau.
Có lẽ vì thế mà sau này, hai người con trai của ông đều thành danh Đỗ Đạt Cao, có công với nước trong công cuộc chống đuổi giặc ngoại xâm. Đặc biệt, cháu đích tôn thừa tự của Thủy Tổ, Nguyễn Phúc Khanh là Nguyễn Đình Cồn, đã có nhiều công lao giúp dân, giúp nước, được vua Lê truy thẳng ba chữ Tử Vì Nước, cho lập đền thờ cúng tế ngày 19 tháng 11 âm lịch hàng năm. Ngày nay dòng họ này vẫn phát huy tốt truyền thống của tổ tiên, yêu nước, cần cù lao động và có nhiều người Đỗ Đạt Cao cống hiến sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát biểu và trao bằng tại đây, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch mong muốn địa phương và dòng họ tiếp tục phát huy tốt truyền thống của tổ tiên của vùng quê cách mạng, ra sức thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu mạnh. Phòng Giáo dục huyện vừa tổ chức chung kết hội thi làm đồ dùng đồ chơi bậc học mầm non năm học 2011-2012. Đây là hội thi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong bậc học mầm non do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trương. Tham gia hội thi có 41 trường mầm non trên địa bàn huyện. Tại đây các đội đã trưng bày và thuyết trình các đồ dùng đồ chơi được làm từ các sản phẩm, vật phế liệu đã qua sử dụng, phục vụ cho công tác dạy và học vui chơi cho các cháu ở bậc học mầm non của đơn vị mình. Thông qua hội thi, nhìn chung các đơn vị tham gia rất nhiệt tình và phấn khởi với 100% số trường tham gia, chấp hành và thực hiện đúng các thể lệ của hội thi đưa ra. Đồ dùng đồ chơi phong phú và đa dạng, với nhiều trường có sự sáng tạo lớn trong việc làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, nhất là ở các bài tập mở. Thể hiện được sự cần cù khéo léo của các cô giáo mầm non, đây là hội thi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong bậc học mầm non. Tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp, tư duy sáng tạo trong việc tạo ra các sản phẩm để sử dụng trong quá trình dạy và học và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và toàn xã hội, hãy quan tâm chăm lo đầu tư ngành học mầm non. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho trường mầm non Thanh Thủy, 3 giải nhì các trường mầm non thị trấn Thanh Hà và Thanh Đức, 4 giải ba cho các trường mầm non Hạnh Lâm, Đồng Văn, Thanh Tiên và Thanh Phong, 10 giải khuyến khích cho các trường mầm non Thanh Tường, Thanh Mỹ, Thanh Giang, Thanh Lĩnh, Thanh Mai, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Đồng, Thanh Xuân và Hương Tiến. Hội cựu chiến binh xã Thanh Thịnh vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2011-2017. Đây là đơn vị cơ sở đầu tiên được Hội cựu chiến binh huyện chọn làm đại hội điểm. Tới dự có Ban thường trực Hội cựu chiến binh huyện và Chủ tịch Hội cựu chiến binh của các xã trong cụm. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại đại hội đã nêu rõ, 5 năm qua Hội cựu chiến binh xã Thanh Thịnh đã đoàn kết thống nhất cao, hoạt động đúng định hướng và có bước phát triển mới toàn diện, đã chủ động tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, động viên hội viên phát huy tinh thần ý chí tự lực, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo. Cán bộ hội viên trên toàn xã đã gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các ban liên lạc truyền thống. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, cán bộ hội viên ngày càng được gắn bó với tổ chức. Từ các kết quả tổng hợp đó, Hội cựu chiến binh xã Thanh Thịnh luôn đứng vững trong top các đơn vị dẫn đầu, 5 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc. Về dự phát biểu tại đại hội, đại diện thường trực Hội cựu chiến binh huyện và cấp ủy chính quyền địa phương yêu cầu tổ chức hội tiếp tục phát huy thành tích, hạn chế khuyết điểm, tập trung thực hiện tốt hơn nữa các phong trào, chương trình, công tác trọng tâm, giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu chọn ban chấp hành hội khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu 5 đại biểu đi dự đại hội cựu chiến binh huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nằm trong chương trình an sinh xã hội chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cùng với việc hỗ trợ xây dựng và trao 3 nhà tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn, vừa qua đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tới trường tiểu học xã Thanh An trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Và trao các suất quà này cho các em học sinh Nguyễn Đạt Hiếu, học sinh lớp 1C trường tiểu học Thanh Lĩnh và em Đậu Đăng Hồng, học sinh lớp 3B trường tiểu học xã Thanh Thịnh. Được biết, trong đợt này, Ngân hàng Nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục trao tiếp 11 suất quà cho các học sinh nghèo có thành tích học tập tốt tại các xã Thanh Khê, Thanh Yên, Thanh Dương, Võ Liệt, Đồng Văn, Ngọc Sơn và xã Xuân Tường. Toàn bộ số tiền 10 triệu đồng này là do nguồn đóng góp của cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được các cấp các ngành trên địa bàn huyện triển khai rầm rộ mạnh mẽ, tạo được sự quan tâm ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Không chỉ góp công tiền mặt mà nhiều người còn tiên phong đi đầu trong việc hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Đây là buổi ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân xã Thanh Tiên. Ngày đầu ra quân làm giao thông nội đồng diễn ra trong không khí sôi nổi. Thấy và hiểu được ý nghĩa của quá trình lăn đổi ruộng đất lần thứ hai gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên bà con nhân dân ở đây rất đồng tình và ủng hộ. Nhiều hộ gia đình tuy nhân khẩu đông nhưng ruộng chia theo nghị định 64 ít, phải đi làm thuê, quốc mướn để kiếm kế sinh nhai, nuôi con ăn học mà vẫn vui vẻ tự giác hiến đất cho địa phương để mở rộng và làm mới các trục đường giao thông nội đồng. Trong đợt này ra quân cái đợt mùng 4 tháng 12 thì xóm 12 ủng hộ và cái cống hiến cái diện tích 64 là trên 1.000 mét vuông để làm đường giao thông nội đồng. Thì tinh thần nhân dân rất phấn khởi, hồ hởi trong việc xây dựng nông thôn mới. Tuy không phải là đơn vị được huyện chọn làm điểm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền cùng với sự nỗ lực, cố gắng và tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, nên đến thời điểm này, xã Thanh Tiên đã thực hiện thành công cơ bản các mục tiêu đề ra về giao thông nội đồng. Toàn xã đã đào đắp được trên 10.000 mét khối đất, bồi trúc, nâng cấp và hình thành hàng chục con đường nội đồng mới. Hiện tại địa phương đang tiếp tục tập trung hoàn thiện giao thông nội đồng và xây dựng kế hoạch lăn đổi ruộng đất lần thứ hai. Trong quá trình quy hoạch thì một số vùng đất liên quan đến đất 64, đất của người dân, nhân dân đã qua nhiều cuộc họp với cán bộ đã tuyên truyền và nhân dân hiểu được mục tiêu xây dựng nông thôn mới là đem lại phát triển cho người dân, cho nên người dân sẵn sàng để hiến đất rồi là hiến công để làm thế nào tập trung xây dựng nông thôn mới, bởi lẽ xây dựng nông thôn mới là để đưa lại mục tiêu cho con người, mục tiêu phát triển của kinh tế xã hội xã nhà, chứ không phải đem lại lợi ích gì khác, cho nên là nhân dân rất phấn khởi để đi vào xây dựng mục tiêu nông thôn mới. Sau quá trình triển khai và thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 39 trên 39 xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch và đang chỉnh sửa lần cuối để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nhiều địa phương đã tiến hành lăn đổi ruộng đất. Trong quá trình làm giao thông thủy lợi và lăn đổi, đến nay hầu như ở đâu cũng phải gặp khó khăn trong việc đền bù thiệt hại về đất đai. Nhưng nhờ công tác tuyên truyền giải thích và phong trào mạnh mẽ của toàn dân nên những người phải mất đất để làm đường, làm các công trình phúc lợi đã tình nguyện hiến đất để địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh chương trình này. Công tác xây dựng mô hình thì theo cái quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trong năm 2011 này thì trên địa bàn huyện Thanh Chương là có 10 xã được xây dựng mô hình, và đến nay thì cái công tác xây dựng mô hình đã được triển khai đến tất cả các xã và dự kiến là trong đến nay đến 31 tháng 12 thì các cái mô hình này sẽ là hoàn chỉnh. Cùng theo cái kế hoạch thì trong năm 2011 này thì sẽ tập huấn cho tất cả đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở các cái nội dung theo cái khung được phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và để chuẩn bị cho cái công tác này thì hiện nay tức là chúng tôi đang rà soát lại tất cả các cái nội dung bài giảng để cho nó phù hợp với cái điều kiện cụ thể của địa phương. Vẫn biết việc triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện khó khăn và gấp rút, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ nặng nề, khối lượng công việc lớn và còn xa lạ. Nhưng với sự ủng hộ của nhân dân, sự năng động, linh hoạt trong chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đảng, tin rằng huyện ta sẽ sớm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.